cái on up note test là sao? Nhiều anh em nghe thuật ngữ vẻ lạ, thật ra cái on up note test chính là cái chúng ta chuyển cái nguồn AC sang nguồn DC thôi. Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Thì hôm nay mình xin làm một cái video hướng dẫn anh em cách ghi quyển nhật ký GMDSS của Trung Quốc này, cũng như là cách test các trang thiết bị, test ngày gồm những trang thiết bị nào, test tuần gồm những trang thiết bị nào, test tháng gồm những trang thiết bị nào, chúng ta sẽ test và chúng ta ghi như thế nào. Thì hôm nay mình xin làm video để hướng dẫn anh em. Thì đây là quyển nhật ký GMDSS của Trung Quốc. Thì công việc chúng ta test ngày sẽ gồm, chúng ta sẽ test ngày gồm các thiết bị sau. Test ngày chúng ta sẽ gồm sẽ test cái VHF và cái MFHF. Khi test ngày thì chúng ta chỉ cần việc là test cell test thôi nhá, cell test của nó thôi chứ không cần phải gọi test DSC. Đó, chúng ta cell test, sau đó chúng ta in ra. Chúng ta ghi vào đây. Chúng ta dán vào đây. Đây, như cái MFHF của tôi thì nó có cái thiết bị in, nó có máy in thì tôi in ra, tôi dán vào đây. Nó có ngày giờ. Còn lại cái VHF của tôi nó không có máy in, cũng như là nó không hiển thị được cái ngày giờ test trên đây. Nên vì vậy tôi đã tải một cái phần mềm, một cái ứng dụng chụp ảnh mà nó có cài đặt ngày giờ, thời gian để non-titil này, cái vĩ độ cũng như là cái giờ thế giới, cái GMT ở đây. Sau đó là tôi chụp lại và sau đó tôi scan ra, sau dán đây. Khi chúng ta chụp ảnh chúng ta phải scan ra thì cái lúc chúng ta in ra thì nó mới nét này nhá. Và các bạn lưu ý là khi chúng ta cài đặt chữ ở trên cái ứng dụng đấy, chúng ta nên để chữ trắng. Nếu để một chữ màu khác thì khi in ra thì cái màu này nó sẽ rất khó nhìn, chỉ màu trắng là in rất dễ nhìn nhá. Thì mình sẽ tí mình sẽ ghim cái app chụp ảnh đấy trên video, anh em thể tải cái app đấy về và sau đó chúng ta cài đặt vào phần cài đặt. Nhưng tải về chúng ta không sử dụng được luôn đâu, chúng ta phải vào phần cài đặt của nó. Chúng ta cài đặt thì nó mới hiện được cái non titil, net titil này, cũng như là cái giờ GMT này, cũng như là ngày giờ nhá. Đó, tí mình sẽ ghim trên video. Mình xin nói tiếp. Đó thì là test ngày gồm có test MFHF này, test VHF, tất cả đều là cell test nhé. Và cái nữa, cái test ngày gồm có là on up note test. On up note test là sao? Chúng ta ghi thời gian đây này. Cái on up note test là 12 giờ trưa khi các bạn lên nhận ca đấy, các bạn sẽ chuyển cái công tắc của cái nguồn AC, chúng ta gạt sang cái nguồn DC, cái nguồn ắc quy của nguồn điện xoay chiều của tàu. Sau đó chúng ta gạt sang cái nguồn ắc quy, sau đó chúng ta để cho nó hoạt động trong vòng 5 phút hoặc 10 phút gì đấy, để xem cái điện áp nó có ổn định không. Nếu trong trường hợp chúng ta dùng trong 5 đến 10 phút đấy mà thấy cái vôn của nó tụt, nó không đảm bảo, nó không ở trong cái mức từ 24 đến 26 vôn, mà nó tụt dưới mức 24 vôn thì là cái điện áp nó không đảm bảo nhá. Thì anh em ta phải yêu cầu điện người ta kiểm tra lại, không có là nỗi đấy. Đó, sau khi chúng ta test xong thì chúng ta sẽ ghi vào đây, ghi thời gian test ở đây. Đó. Thì đây là đối với test ngày. Còn test tuần, để test tuần thì gồm test trang thiết bị nào. Test tuần thì ở đây lẽ cái quyển nhật ký của Việt Nam thì chúng ta có thể ghim luôn ở đây, và chúng ta ghi tuần ở đây. Ở đây chúng ta test tuần, chúng ta vẫn ghi cái thời gian test tuần đây nhá. Ví dụ cái tuần này tôi vẫn ghi thời gian ở đây. Đó, đây. Như ngày này tôi vẫn test tuần. Test tuần gồm test cái MFHF DSC và test cái VHF DSC đây. Test hai thiết bị này bằng là test gọi chọn số nhá, DSC. Test message ấy. Thì đối với nhật ký Trung Quốc thì nó không ghim ở đây mà ở phía đầu đây. Nó được ghim tất cả tập hợp phía đầu đó. Ở phía đầu đây một tháng, nó tập hợp một tháng đây. Trong vòng một tháng này. Đây có bao nhiêu tuần? Có 4 tuần. Ngày giờ test ở đây. Đó, thời gian này. Và kết quả này. Đây như tôi ghi đây. Cái tuần này tôi đã test được 2 tuần rồi. Đây thời gian đây. Và kết quả nó ok đây. Đó, test tuần thì là test cái MFHF và cái VHF. Chúng ta sẽ test message DSC nhá, test gọi chọn số DSC đấy, test call. Đó. Còn tiếp theo là chúng ta cũng chụp ra. Chúng ta cũng in ra. Đây, như cái MFHF của tôi thì nó có máy in, tôi in ra, sau đó tôi dán đây. Còn lại cái VHF của tôi nó không có nên tôi phải chụp ảnh. Vì cái này là nó có cái ngày giờ trên máy rồi nên tôi không dùng cái phần mềm để chụp nữa, tôi dùng máy ảnh bình thường thôi. Tôi chụp sau đó tôi scan lại và để tôi in ra cho nó rõ. Đó. Thì đối với cái test DSC này, các bạn có thể test đến một đài bờ nhá, hoặc là test đến tàu, đến một các tàu xung quanh. Đấy, dù MFHF của tôi chọn tôi test đến tàu hoặc là test với đài bờ này.
Đó, sau các bạn test cái VSF này như vậy, các bạn có thể test tới cái tàu xung quanh. Nếu trong trường hợp xung quanh các bạn chạy không có tàu thì các bạn có thể tự test lấy tàu mình cũng được. Các bạn tự test lấy chính tàu mình, nhập cái MMSI mình vào. Đó là test tuần. Tôi xin nhắc lại, test tuần gồm có test MFHF và test VSF DSC. Còn lại test tháng, test tháng thì gồm đây, nó ở đây nó ghi đầy đủ các hạng mục đây. Test tháng đây, Monday này, gồm test sát này. Sát thì các bạn test đến radar nhé, test đến radar mà 9GHz đấy. Và cái tiếp theo là test IMASASI BV test. Cái IMASASI này test tháng là BV test. Để các bạn test xong bạn in ghi kết quả đây, sau đó in là dính kết quả vào đây. VDF two way này, VDF two way các bạn test bằng cách các bạn bật lên, các bạn gọi đến cái VDF của tàu để xem nó thu phát tốt không. Và cái nữa là test cái on up note test này, thì cái này là cái công việc thường ngày mình làm, là mình làm thêm một lần nữa. Đó chính là cái test cái pin, cái pin, cái pin của cái acu dự phòng đấy. Và tiếp theo là test airburst này. Đó, airburst thì chúng ta là sell test airburst nhé. Đấy đối với test tháng. Và nữa, cái nữa là các bạn phải test cái nắp tách đây, nắp tách đây. Dù nắp tách các bạn tàu các bạn có máy in thì các bạn thể in là các bạn sell test, sau các bạn in là các bạn dán vào. Và cái nữa là đối với cái nhận dạng cái AIS là cũng có test nhé. Cái này là test message. Test message thì các bạn gửi lại message đến các tàu khác và yêu cầu người ta xác nhận, người ta gửi bức điện xác nhận cho mình ok, sau đó người ta gửi lại, sau đó các bạn chụp lại nhé. Vì cái AIS này thường nó không có máy in, các bạn chụp lại dùng cái phần mềm kia, các bạn chụp lại, sau đó bạn scan ra để lấy chứng cứ nhé. Đó, mình xin nhắc lại test tháng này gồm có test SAT này, test Airbus này, test IMASASI là BV test, test VDF two way, test NATTEC, test AIS. Đó, tất cả các bạn ghi ở đây, cũng như là test on up note test này. Các bạn ghi vào, ghi vào xong các bạn in ra, các bạn dính vào đây. Của cái ngày hôm test đấy, các bạn vẫn ghi vào ngày hôm test đấy nhá. Nhưng mà cái lúc dán thì đối với cái nhật ký gì của cái GMDSS của Trung Quốc này thì dán hiện tại dán ở cái phần đầu, ở phần đầu quyển. Còn lúc các bạn ghi thì các bạn vẫn ghi cái ngày hôm test đấy, dụ hôm nay ngày mùng 1 tháng 5 là hôm tôi test các trang thiết bị thì tôi vẫn ghi vào đây. Đây ngày mùng 1 tháng 5 này. Đây đây ni test này. Đây cell test của cái nắp tách tôi in được, tôi dán vào đây này. Đó. Chúng ta ký tên nhé, sau khi test xong đều phải ký tên vào đây. Ký tên xong chúng ta dán vào. Anh em lưu ý là khi chúng ta test MFHF với test VSF DSC thì chúng ta phải test đến đài nào, tàu nào, chúng ta phải ghi tên tàu và đài và cái bài bờ đấy vào nhé. Cái on up note test sau, nhiều anh em nghe thuật ngữ vẻ lạ, thật ra cái on up note test chính là cái chúng ta vẫn thường làm là chúng ta chuyển cái nguồn AC sang nguồn DC thôi. Đây nhá, như hàng ngày mình sẽ lên đây, cái công tắc chuyển của cái tàu mình đây, cái nguồn 220 này chuyển sang nguồn 24 này. Và đây là cái đèn này mình đang dùng cái đèn nguồn AC nên nó không sáng, bây giờ mình sẽ gạt sang, mình sang gạt sang nguồn DC này. Cái nguồn AQ đấy. Đó, cái đèn này vẫn sáng là ok nhá. Và cái thứ hai đang hiển thị đang sử dụng này, đang dùng nguồn battery này. Volt đảm bảo này. Volt từ 24 đến 26V ok nhá. Trong trường hợp mà nó tụt quá mức 24V này các bạn phải báo điện để người ta kiểm tra nhá. Nó không bắt lỗi đấy. Đó, sau khi các bạn test để 5-10 phút xong là các bạn sẽ gạt lại cái này. Sau đó bạn ghi thời gian vào trong cái nhật ký GMDSS đấy. Thì các bạn lưu ý là khi các bạn chứng nhận bàn giao phó 2 của bất kỳ con tàu nào thì các bạn lưu ý, các bạn phải hỏi đến cái công tắc này nhá. Cái công tắc chuyển nguồn AC sang nguồn DC này là ở đâu, để chúng ta bớt đỡ mất thời gian thì chúng ta tìm hiểu. Vì đây là cái BSC, khi người ta kiểm tra cái hệ thống GMDSS này, người ta luôn luôn kiểm tra cái này nhá. Trong trường hợp mà các bạn không bối rối, các bạn không biết cái công tắc nguồn này ở đâu là các bạn bị lỗi nặng đấy. Đối với phó 2 thì với GMDSS là 1 này, Basic Vernon, phòng y tế và tu chỉnh ấn phẩm cũng như hải đồ. Đấy là một trong 4 những công việc là BSC là thường xuyên người ta kiểm tra mà người ta bắt lỗi. Anh em lưu ý. Còn cái vấn đề là sạc nhé. Sạc cái nguồn ắc quy dự phòng. Đấy, sạc cái ắc quy đây. Thì đây hiện tại tàu mình đang để auto, mình để sạc tự động auto. Còn nếu không các bạn để... các bạn sạc bằng tay thì có tầm khoảng 2-3 ngày các bạn sạc một lần, 2-3 ngày các bạn sạc khoảng 6 tiếng thì đấy. Đó, các bạn gạt sang đó, sạc bằng tay này. Như đây mình đang để tự động, nó cứ tự động nó sạc, khi nào nó hết là tự động nó sẽ sạc. Còn khi các bạn muốn chuyển bằng tay thì các bạn khoảng 2-3 ngày các bạn sạc một lần, các bạn gạt sang manual. Đó, sạc khoảng 6 tiếng, 6-8 tiếng sau đó các bạn tắt đi.
quý nhá. Đó thì hôm nay mình xin làm một video nói cặn kẽ hơn về vấn đề ghi quyển nhật ký GMDSS cũng như là test các trang thiết bị, test ngày, test tuần, test tháng của các trang thiết bị GMDSS. Tôi xin chào hẹn lại anh em trong các video sau nhé.